Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay ngày 16 tháng 10 năm 2019 và hôm nay là một ngày thật sự là đặc biệt đối với thương hiệu Ferrari chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Vâng, đây, thương hiệu là một thương hiệu siêu xe và được những người hâm mộ, được các fan mong chờ từ rất lâu rồi. Và trước nay tất cả những chiếc Ferrari đều nhập qua kênh tư nhân, qua các salon và chưa có một cái dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì chính hãng cũng như là bán xe chính hãng. Và nay Ferrari chính thức ra mắt Việt Nam, và không chỉ bán xe thì Ferrari cũng sẽ đem đến nhiều các cái dịch vụ đi kèm tổng quan. Vâng, và các bạn có thể nhìn thấy phía sau mình đây là một showroom của Ferrari, bao gồm cả trưng bày xe, bán xe và xưởng dịch vụ luôn. Chính vì vậy mà Ferrari phải nằm ở trong một cái khuôn viên ở khu chế xuất Tân Thuận, không phải là ở trung tâm Sài Gòn, không phải trung tâm quận nhất gì đấy. Tại vì là ở đây thì mới có được phép là đưa vào các cái dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng. Vâng, và các bạn có thể nhìn thấy ở đây là mặt tiền của Ferrari, một cái mặt tiền rất là rộng, có lẽ là khoảng 50m. Các bạn cũng có thể nhìn thấy được xước Frame Moto, có lẽ là tên của nhà phân phối Ferrari chính thức tại Việt Nam. Và ngay sau đây các bạn sẽ cùng với mình đi vào bên trong khám phá cũng như là tham gia sự kiện ra mắt Ferrari. Chào mừng Ferrari chính thức gia nhập thị trường Việt Nam. Rất là vui, rất là tuyệt vời. Chúng tôi sẵn sàng mang tới những dịch vụ tốt nhất đến quý vị.